tất cả các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cảnh chiếc máy Kubota DC93 các bạn ơi. Hiện tại thì đang thu hoạch lúa vụ 3 nha các bạn. Máy đang chạy với tốc độ rất là nhanh. Nên nền đất ở đây rất là lúng nha các bạn. Máy chạy thấy sàn qua sàn lại luôn các bạn ơi. Máy này thì chạy một cặp máy miếng ruộng quá rộng luôn các bạn. Tầm dài khoảng hơn 1 km nên máy dây chạy đầu ngoài các bạn ơi. Máy ADC93 XA nha các bạn. Giờ máy chạy vô cái đầu bờ trong vườn các bạn. Đầu máy sẽ lên bờ chắc. Ê trời ơi lúng rồi. Ướt lúa trời ơi. Quá lúng các bạn ơi, lên bờ luôn. Trời ơi, tuôn bánh. Rồi bắt đầu máy ADC93 xuống nữa nha các bạn. Quá chạy luôn các bạn ơi. Để lên cái dốc quá gắt. Máy này lên này 95 nữa. Xíu nữa sẽ cặp tôi chiếc máy cắt cái lúa nha các bạn. Đây quá lúng rồi. Trời trời trời. Rất là lúng các bạn. Máy tiếp tục vô nha các bạn. Wow, chỗ này khá là lúng nha các bạn. Dạ, 70 là không nổi. Đây các bạn ơi, đây cũng là một chiếc chạy chung nhưng mà máy này đang di chuyển vô các bạn. Vậy là cánh đồng này rồi chạy máy 70 bị lúng chạy không nổi rồi. Để đưa cặp máy 93 lên. Nên máy này ở bạn Tân Định và Nhân Viên các bạn chạy đồng qua cái dạng cờ đỏ này cắt lúa nè. Hiện tại thì mình đang chia sẻ thu hoạch giống lúa đầy thơm nữa các bạn. Chở lúa vô nha các bạn. Cái này nước nhiều mà chở cũng khá là nhiều lúa nè. Rồi máy 93 XA này di chuyển ra nha các bạn.
93 vô nha các bạn. Wow, quá sạn bánh luôn các bạn ơi. Trời, chỗ đó như lúng, rất là lúng các bạn. Tại vì nãy chú chủ ruộng cũng nói máy 70 vô đây chạy không được. Trời ơi, nó nghiêng máy kìa. Trời lúng rồi. Chiếc máy ngoài kia rất là xa nha các bạn. Rồi tiếp tục mấy anh máy kéo tải lúa vô nữa nha các bạn. Dàn lúa này đầy thơm này cũng rất là trúng nha, lúa cũng rất là nhiều các bạn ơi. Tải hơn 2 lớp rồi. Rồi tiếp tục máy đây C93 cha vô các bạn ơi. Máy này lên hàm nhưng mà khác hàm máy kia các bạn. Máy kia hàm như máy 95 nè. Máy này hàm cũng bằng nhưng mà cái kiểu nó khác. Anh cắt qua đã kiếm đường để chất lúa các bạn ơi, lúa quá nhiều rồi.
di chuyển vô cái đoạn đường này nha các bạn. Đoạn đường này càng ngày càng lún nè các bạn ơi. Hiện tại thì chiếc máy kéo kia cũng đang lấy lúa ở ngoài chiếc máy cắt kia rồi. Qua nước trình ra. Giờ mình chia sẻ chiếc máy DC93SJ các bạn ơi. Hiện tại thì mấy anh sẽ di chuyển vô đây là xử lý cái cù còn lại hôm nay nha các bạn. Đây thì cắt giống lúa đầy thơm nha các bạn. Lúa ở đây thì tầm 6-7 cm công các bạn. Chào tất cả các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn cảnh chiếc máy Kubota DC93 các bạn ơi. Hiện tại thì đang thu hoạch lúa vụ 3 nha các bạn. Máy đang chạy với tốc độ rất là nhanh. Nên nền đất ở đây rất là lúng nha các bạn. Máy chạy thấy sàn qua sàn lại luôn các bạn ơi. Máy này thì chạy một cặp máy miếng ruộng quá rộng luôn các bạn. Tầm dài khoảng hơn 1 km nên máy dây chạy đầu ngoài các bạn ơi. Máy DC93SJ các bạn. Giờ máy chạy vô cái đồng bờ trong vườn các bạn. Đầu máy sẽ lên bờ chắc. Ê ê ê. Trời ơi lúng rồi. Ướt lúa trời ơi.